Wow, trời ơi là trời, cái cây chuối gì đâu mà nó cao dữ vậy ta. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn coi đằng sau lưng của mình nè bạn. Trời ơi là trời, ở đâu ra xuất hiện nguyên một cái cây chuối mà nó cao lên tới tận trên trời luôn vậy trời. Cây chuối đột biến gen hả? Lạ dữ ta. Chắc là mình phải vô mình khoe với Sammy mới được cái cây chuối mà mình trồng, tự nhiên bây giờ nó cao ghê luôn mấy bạn ơi. À mà khoan, từ từ, hình như nãy giờ mình quên gì phải không ta? Mình quên chào mấy bạn. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy bạn ơi. Và hôm nay mình đã quay trở lại để làm thêm một video Mini World mới cho anh em xem ở đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì mình phải vô mình khoe với Sam cái cây chuối này mới được. Trời ơi, trời. Wow, cao dữ. Vô khoe mới được. Sammy ơi, trời ơi, tôi khoe cho bà cối này nè, Sam ơi. Hello em nhỏ, em kiếm ai vậy? Sao em ở trong nhà vậy em? Cảnh sát coi nào, người dám vào nhà của ta hả? Chết cha. Cái gì? Ủa mấy bạn ơi, thằng nhóc đó là ai vậy? Tự nhiên mình mới gặp nó xong nó la làng sùm xong nó đuổi mình ra khỏi nhà á. Ủa có khi nào mình đi nhầm nhà không ta? Đâu để xem lại coi. Ủa, nhà này là nhà của mình mà ta. Ở trước nhà còn có thêm cái chuồng của bé Cam nè, làm sao mà nhầm được. Ủa, vậy đó của thằng nhóc đó là ai? Ủa, gì kìa? Trời, nó chặn cửa luôn rồi. Trời ơi, thằng nhóc này láo thiệt. Ui. Khoan từ mấy bạn ơi, không được. Mình là người lớn mà, mình nói chuyện với con nít á thì mình phải nhỏ nhẹ xíu, chứ mình đừng có to tiếng quá không thôi nó khóc làm sao. Đúng là thằng nhóc con. Phải nhẹ nhàng mới được. Hello em nhỏ, em là con nhà ai, tại sao em lại vào nhầm nhà anh vậy? Tránh xa. Ghê quá. Cái gì cháy người mà đây? Cái gì? Trời, cái thằng nhóc này nó biết phun lửa các bạn ơi. Trời ơi là trời, cái gì mà ghê quá vậy? Nó biết phun lửa luôn kìa. Trời, mà sao thằng nhóc này nó láo gì, nó gì đâu nó la ầm sầm vậy? Em nhỏ đẹp trai ơi, anh đâu có làm gì em đâu. Ủa mà em hôm nay em vào đây em kiếm ai vậy? Nhà này nhà của anh mà. Nhà này là nhà rõ ràng của tôi, do chị của tôi cho tôi, tên là chị Sammy Đào, hiểu không? Chị Sammy á. Hóa ra là họ hàng của Sammy à. Ủa em ơi, em là người trong gia đình của Sam hả? Em là em trai của Sam hả? Đúng rồi. Wow, trời ơi, không ngờ lần đầu tiên anh mới gặp em luôn á. Trời ơi, nhìn em đẹp quá à, nhìn em ngầu quá à. Ủa mà khoan. Rồi, ok rồi, anh biết rồi, anh không lại gần em đâu. Nhưng mà, khoan từ, nó là em của Sam mà đúng không? Này, em nhỏ, xin tự giới thiệu với em. Anh chính là bạn trai, không, người yêu của chị Sammy. Đó, anh là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World. Đó, là anh sẽ là anh rể của em trong tương lai á. Em dám nói chuyện với anh vậy hả, thằng nhóc kia? Tôi biết chị tôi là Sammy Đào thôi, còn anh là ai tôi không quan tâm. Biến ra. Nó lại phun lửa mình rồi bạn ơi. Thằng nhóc này láo ấy trời. Ủa, khoan, thằng nhóc này. Ủa khoan, trời ơi bạn ơi, hèn gì mình nghe giọng nó y hệt như giọng của Sam luôn. Trời trời, đúng là chị em có cái giọng nói nghe y hệt nhau luôn. Mà cũng giữ y hệt nhau luôn bạn ơi. Bình thường mà Sam bả mà giữ lên ha, bả cầm đại liên bả dí heo bả bắn mình quá trời luôn. Em nhỏ ơi, cho anh vô nhà ơi, nhà này nhà của anh. Anh nói thiệt á, anh không phải là kẻ xấu đâu. Anh không bắt cóc em đâu. Tôi không có tin. Bây giờ chỉ có khi tôi về nhà đây là nhà của anh tôi mới tin, hiểu không? Trời ơi, có nhiều người xấu lắm. Ơi, anh đâu phải người xấu đâu. Nhìn mặt ai là biết xấu rồi, vừa xấu mà còn là người xấu nữa. Trời ơi, cái thằng nhóc này láo quá trời. Mình đẹp trai như thế này mà nó dám kêu mình là đã xấu trai, còn gọi là người xấu nữa. Trời, cái thằng này. Thôi rồi, mình phải nhỏ nhẹ nó. Nó biết phun lửa, lẹn quạng nó phun mình thành heo quay luôn á. Em ơi, em có đói bụng chưa? Anh kiếm gì cho em ăn nha. Đói bụng hả? Ừ, bây giờ tôi đói rồi nè. Bây giờ anh mà kiếm cho tôi gì ăn, tôi sẽ gọi là tôi sẽ mềm lòng, tôi sẽ cho anh vào nhà. Ủa vậy hả? Vậy em muốn ăn gì nè? Hay là anh ra anh mua cáp xơi cho em ăn nha. Cáp xơi ngon lắm luôn á. Không, tôi không ăn cáp xe, tôi ăn cái khác cơ. Ơi, vậy thôi bây giờ em ăn gì cũng được, nhưng mà em xuống đây em nói chuyện với anh được không? Cho em đứng trên đó anh mỏi cổ quá. Được. Rồi. Em muốn ăn gì nè? Bây giờ ông nhìn trên này có gì không? Có cây chuối. Đúng rồi, hôm nay tôi mang ăn chuối. Nhưng mà cây chuối này nó cao quá em ơi, anh không có hái được đâu. Trời ơi, tôi muốn ăn
chuối. Rồi ok rồi ơi, bình tĩnh, em muốn ăn chuối đúng không? Ok anh đồng ý, nhưng mà em đợi anh xíu được không? Anh ra ngoài siêu thị anh mua chuối về cho em. Không, tôi muốn ăn cái chuối trên này cơ. Trời, cái gì làm khó vậy? Anh đâu có biết trèo cây đâu, sao trèo được? Vậy thì anh sẽ không bao giờ được vào nhà nhá. Muốn gì mới muốn được vào nhà không? Rồi, được rồi, ok em luôn. Em đẹp trai, em nói gì cũng đúng. Trời ơi bạn ơi, mình phải nhịn cái thằng nhóc này, bởi vì nó biết phun lửa, chứ không thôi nó phun mình một cái mình thành heo quay luôn á. Trời ơi, không biết khi nào bà Sam bả mới về để bả gọi là giữ thằng em của bả lại đây. Trời ơi trời, cái thằng nhóc này nó vừa láo mà nó còn vừa hung dữ nữa. Rồi thôi được rồi, để coi có gì giúp mình leo được không ta. Ui có cái móc nè. Ok đơn giản. Quay em ơi, lại đây lại coi, anh leo lên đây anh hái chuối cho em ăn nè. Rồi coi nè. Ấy, chiu, đó, bay lên, chiu, ó, càng lúc càng tới luôn. Ui trời, ai, à, ai à. Rồi xong. Trời ơi, té đầu, ơi bình tĩnh, ai à, bình tĩnh em, bình tĩnh. Tôi đã bỏ rồi, à. Ok. Đói quá à. Rồi ok, anh biết là em đói bụng rồi nhưng mà em đợi anh tí. Trời ơi à trời, giờ sao lên trên đó rồi ta. Cái móc này nó móc được có tí xíu rồi, mình bay lên được có tí xíu mình bị té xuống rồi bạn ơi. Không được rồi, để kiếm coi còn gì khác không. Ui có cái cánh nè. Được, lấy cái cánh này để bay lên được nè. Ok, đợi anh tí nha bé. Ok, lấy cái cánh nè, đeo cái cánh vô. Thế là Phong đã có cánh rồi bạn ơi. Phong, mấy bạn coi Phong bay này nha. Ok, bay lên. Xịn chưa? Bay lên tuốt cái này luôn. Wow, đó, bay vòng cái cây chuối nữa bạn à. Trời ơi, một con heo biết bay kìa. Chạy. Wow. Các bạn ơi, cái thằng nhóc này nó láo, nó dám kêu mình là con heo biết bay các bạn ơi. Thôi kệ nó luôn, thằng nhóc này. Ủa trời, tí nữa hai chị mày về ta nói chị mày đuổi mày ra khỏi nhà luôn. Ok, hey, nhảy xuống. Ok, rồi, mình tới chuối rồi nè các bạn. Ok, em ơi, em muốn ăn mấy trái? Tôi ăn một trái. Một trái đúng không? Rồi ok, để anh hái xuống rồi nha. Bụp. Rồi ok, rồi có rồi nè, để anh đi xuống nè. Ui, chiu, bay xuống dưới nào. Ui trời, đỉnh à, cao con heo biết rơi kìa. Trời, cái thằng nhóc này sao nó láo quá ta, nó dám kêu mình là con heo biết bay xong giờ nó kêu mình là con heo biết rơi nữa bạn ơi. Trời ơi trời. Ok, anh có chuối nè. Nè đây nè, chuối nè, em ăn đi. Nè. Bây giờ tôi không muốn ăn chuối nữa. Ủa? Cái gì kỳ vậy? Hồi nãy em bảo anh là em muốn ăn chuối, xong giờ em bảo là không muốn ăn chuối nữa là sao? Tôi muốn ăn chuối mạ vàng. Cái gì? Cái gì mà mạ vàng? Trời ơi em ơi, bình tĩnh lại đi em. Em đừng có bị tương tự nữa được không? Nhà anh nghèo lắm, làm gì có vàng mà gọi là mạ vàng, cái quả chuối này cho em ăn. Trời, ủa mà em là con người mà sao em ăn vàng được? Ông không biết hả? Tôi là thần đồng phải ăn chuối mạ vàng. Ông không biết hả? Đồ nhà quê. Ủa, em là thần hả? Ừ. Trời ơi trời. Nhưng mà thôi không được đâu, không có vàng đâu mà ăn. Thôi ăn đỡ chuối rồi đi. Ông muốn gì? Rồi, bình tĩnh em ơi, bình tĩnh. Để anh qua bên nhà bác thợ rèn anh mạ vàng cho. Trời ơi trời. Cái thằng nhóc này nó lao quá bạn ơi. Trời ơi mình hoài luôn á. Trời ơi khổ quá mà. Bác thợ rèn ơi, con có một quả chuối nè, bây giờ con muốn nhờ bác mạ vàng cái quả chuối này lên giúp cho con nha bác. Bao nhiêu tiền con sẽ trả cho bác sau. Rồi con để đây cho bác nha. Khổ quá. Dạ rồi, cảm ơn bác thợ rèn rất là nhiều. Trời ơi, quả chuối được mạ vàng luôn, xịn dữ. Trời ơi các bạn ơi, cả cuộc đời của mình á, mình không biết là có một ngày nào đó mình được ăn gọi là cái đồ gì mà có mạ vàng hay không nữa. Mình còn chưa dám nghĩ rằng mình sẽ có vàng nữa, chỉ có nói là ăn chuối mạ vàng. Vậy mà bây giờ có thằng nhóc này nó đòi ăn quả chuối mạ vàng. Thế là mình tốn hết gọi là gần 10 triệu để mạ vàng quả chuối này cho nó. Trời ơi trời, khổ quá mà. Ê, thấy thằng nhóc kìa. Em nhỏ ơi. Nè, anh có quả chuối mạ vàng cho em nè, em cầm đi, cầm đi. Nè, đó. Có chuối mạ vàng ăn rồi. Nhầm. Ngon không em? Ngon quá à. Thật là tuyệt vời. Thôi bây giờ buồn ngủ à, tôi đi ngủ đây. Rồi anh vào nhà đi nha. Ok, vào nhà. Hùa mày quá. Cái gì vậy? Sao em? Sao tự nhiên em phun lửa anh? Anh có làm gì đâu? Ủa, tôi đâu cho anh vào nhà này đâu. Ủa, chứ em kêu anh vào nhà là vào nhà nào? Nè, nhà bé Cam mà. Tôi cho anh vào nhà bé Cam mà. Trời, em nghĩ sao vậy em? Trời, nghĩ sao mà em cho anh ở trong nhà của bé Cam? Ủa, anh là con người chứ phải là con mèo đâu mà em cho anh ở nhà của bé Cam. Anh đâu phải chừng đít bo đâu. Trời đất ơi,
Không lẽ ông là con người tôi cho ông vào nhà tôi hả? Không cho, tôi chỉ cho ông vào nhà bé Cam thôi. Được không? Ủa? Gì? Ôi, 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 anh chịu, anh chịu, chịu. Trời ơi, trời. Trời ơi, nó ngủ mà nó ngáy kìa bạn. Trời ơi, bạn ơi, mình khổ quá. Sáng giờ bị thằng nhóc nó hành hạ, bây giờ nó không cho mình vô nhà ngủ luôn, nó bắt mình phải ngủ ở nhà của bé Cam. Trời ơi là trời. Sam ơi, bà đang ở đâu? Bà về đây bà cứu tôi với. Khổ quá. Trời ơi trời. Nồng Nọc ơi, thôi hai đứa mình ngủ ở nhà của bé Cam nha. Thôi nằm xuống ngủ đây. Trời ơi khổ quá bà trời ơi. Trời ơi trời. Ủa cái mùi gì mà sao nó nghe khác khác? Cái mùi gì hôi hôi khác khác vậy ta? Ủa Nồng Nọc ơi, mày mới đánh rắm đúng không? Thấy gì mùi gì hôi quá vậy? Ủa mình nghe có tiếng cháy. Ủa vui quá à, nhà nè đang bốc lửa nè. Ôi, trời ơi, dập lửa. Em ơi, em nhỏ, em làm cái gì vậy? Nhà anh mà xem đốt nhà anh. Trời ơi. Cái gì đó, nhà tôi mà làm gì vậy? Vui lên. Trời ơi, chết rồi bạn ơi. Cái thằng nhỏ này bây giờ nó chuyển qua nó đốt nhà luôn rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi mấy bạn ơi, chết mình rồi. Bây giờ mình phải làm như thế nào đây mấy bạn ơi? Sammy hình như bả đi đâu rồi, mình không tìm được bả mấy bạn ơi. Có cách nào để trừng trị thằng nhóc này không mấy bạn? Mấy bạn có cách nào thì bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha, chứ giờ mình không có cách nào để trừng trị nó hết trơn á. Thằng này nó là người lửa nè. Nghĩa là làm cách nào để trừng trị nó? Mình nghĩ rằng là mình chỉ có thể sử dụng nước thôi. Nhưng mà không biết nước thì phải là nước bình thường hay là nước của thần thì mới trị được thằng nhóc đây. Mấy bạn nhớ bình luận để cho mình biết cách để có thể trừng trị thằng nhóc này nha, chứ giờ nó đốt nhà mình luôn rồi. Trời ơi trời. Ôi chắc bỏ nhà ra đi luôn á. Đợi khi nào Sammy về thì mình mới dám vào nhà, chứ mình không dám gọi là đụng cái thằng nhóc này đâu. Trời ơi trời. Ok, cảm ơn mấy bạn đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Và anh em cũng đừng quên hãy bình luận cho mình biết cách để trừng trị thằng nhóc này nha. Qua tập sau mình chắc chắn sẽ gọi là bắt thằng nhóc này lại cho anh em. Trời. Mở nhà tôi ơi. Bye bye anh em nha. Yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.